The pharmacy? Sure, he can. Where's she going? Oh, she's sitting over here? Yeah, back. The breeze is so nice. Another competition. Consultation. Three more. Three consultations. Do we have your son? Do we have the green oil? You should pour anytime. What? Yeah, there's the woman that wants to borrow something. What? There's a woman who wants to borrow something. Oh, no. She needs a prescription. Oh, she needs a prescription? Okay, never mind. Hey, can you leave this back in my bag? Yeah. I don't have it with me. They try to get this like crazy, but... What are you doing? I'm just filming the pharmacy. He's 14. Bây giờ con sẽ gọi tên của từng người một. Mỗi lần tụi con gọi lên á thì con nhờ cô chú bác cho con biết là mình bao nhiêu tuổi. Thôi, đừng có đi đâu hết. Is there a doctor ready? Doctor ready. Bây giờ con mời các bác ngồi đây. À, đi qua chụp khách của con, tại vì cái chỗ này là lối đi cho... Con mời các bác, mong xin chưa được. Con mời bà, mong xin ngồi. Lấy tên thì không có, mình sẽ có cái đơn thuốc. Đơn thuốc xong rồi qua một nhóm để mình đo nhiệt độ cho người. Xong đó mình đo huyết áp. Sau đó mình sẽ đi tiếp xúc với lại bác sĩ. Rồi xong rồi nghe thì sẽ tới lấy bên kia. Rồi, con xin mời bác Đoàn Bính ở An Sơn 2. Okay, I'll give you one and then one. Yeah. Yeah. Camera. Mm-hmm. Okay. Yeah. Okay. Okay. You call the show? Yeah. Bây giờ cho con mở cái gói này, mình sẽ được xong được cả cái thành phẩm. Cho con gói này là các thành phẩm. Bà yên tâm, có cái lo này là không sao. Rồi, cái tiếp, con mời bác. Cross control, you guys. Rồi, bây giờ con sẽ gọi tên của từng người một lên. Và sau đó lấy tên thuốc. Rồi bác sẽ được một người để dẫn mình đi tới chỗ nào kế tiếp. Rồi, không cần lo. Rồi, con mời bác Đoàn Thị Chấp. Number one. You
You do our stretches first. Gloves. Oh, my gloves broke. They're not too much here. I guess so. Carry something cool in here? Dude, this room is so cool. Yes, it is. Hey, Chad.